giới Hàng tác giả thế uyên hắn biết tin vợ ngoại tình lúc mười một giờ một tiếng sau đúng mười hai giờ trưa hắn gục xuống viên đạn xuyên từ đầu gối trổ ngược lên thoát ra phía sau đùi hắn biết ngay như thế vì đã lấy bàn tay úp lên đầu gối thật chặt vẫn thấy máu chảy từ trên xuống Đầu cứng hàm răng hắn cố thốt một tiếng chửi nhưng không được hắn muốn chửi đù mẹ chửi có hai tiếng thôi óc hắn chỉ nghĩ được có thế và hắn không biết rõ hắn muốn chửi con vợ ngoại tình hay thằng du kích thò khẩu súng qua vách bắn hắn hắn liềm đi lơ mơ thấy được nâng bỏng lên lắc lư khi hắn nhận ra vật nham nhở phía trên là mái tranh nỗi đau đớn làm hắn há to miệng những đầu người lỗ nhố chung quanh nhòe lẫn hắn rên được một tiếng rồi liềm đi vũ quỳ xuống chàng thấy rõ máu phụt ra ở miệng vết thương vết thương không nhẹ như nhìn sơ qua bên ngoài Garo đã buộc hẳn sâu sát bèn. Máu vẫn ứa ra tươi thấm. Còn ống vitamin K nào nữa không? Tìm thêm đi. Binh sĩ y tá ngẩng lên, lắc đầu, nhấc lớp băng khỏi lỗ thủng bầy nhầy ở đầu gối. Vũ quay lại. Các binh sĩ đứng bao quanh dò hỏi. Một người cất tiếng có nguy không chuẩn úy? Vũ gắt gỏng. Làm sao tôi biết được? Chàng bước ra khỏi mái tranh. Các binh sĩ im lặng, rạc ra nhường lối. Giả chàng cho đi bọc rừng, binh sĩ này chắc không bị. Nhưng đi bọc rừng, có thể cả trung đội bị bọc hầu. Như vậy chưa chắc thoát. Chàng không thể làm gì khác hơn Hiếu thò đầu khỏi hầm truyền tin. Chiếc đầu hai tháng chưa hớt tóc, dài kính gáy. Vũ lại ngồi trên mép hầm, chia thuốc lá ra mời, hỏi. Thế nào? Tư tưởng đóng đa đã sinh thằng tư tưởng kinh kỳ rồi. Nửa giờ nữa có trực thăng tới. Anh đã chuẩn bị bãi đáp chưa? Vũ hất cầm ra phía trước ngoài hàng rào kẽm gai, hai binh sĩ đang trải hai tấm vải đỏ và da cam tréo nhau. Vũ hỏi. Trải thế đúng không đấy? Không cần đúng cũng được. Chỉ cần đánh dấu bãi đáp, còn nhận nhau bằng trái khói trắng. Tình hình thế nào? Hiếu vình tay vào hai mép hầm, đu người lên ngồi cạnh và ngẩng đầu nhìn cột anten. Hội đồng xã cho biết chúng vừa về một C đóng trong đó. Phía rừng kia, tôi đề nghị tư tưởng kinh kỳ gọi phi cơ lên quan sát. Chưa thấy gì cả. Vũ trở lại căn nhà mái tranh. Người bị thương tỉnh táo, nét mặt bình thường. Chàng ngồi xuống cạnh rút bao thuốc. Hút không? binh y tá cầm điếu thuốc lên coi dòng chữ, nói Hắn không hút được Auckland đâu, Capstan thôi. Vũ quay lại hỏi đám lính Anh nào còn Capstan không? Chàng chăm nối vào điếu thuốc đang cháy, đặt lên môi người bị thương. Hắn hút ngon lành. Hắn cảm thấy rõ ràng hắn không thể chết còn thấy thuốc ngon nghĩa là chưa sao. Vết thương chỉ còn nhưng nhất như có một con đĩa đầy vòi răng bám vào. Trực thăng tới, hắn về tổng y viện Cộng Hòa, nằm nửa tháng với vợ săn sóc bên cạnh. Vợ hắn, à, cái con khốn nạn ngoại tình, đồ bẩn thiểu, đồ đỉ ngựa, cút ngay khỏi đây hắn giơ tay tác. Hai cái, cái mặt có đôi môi đỏ ngoét lắc sang bên này, lật đi, lắc sang bên kia. À, hắn sẽ không tha thứ gì cả. Để con mụ ngồi khóc tỉ tê, hắn chửi cho hả. Đồ đĩ ngựa, tao đi trần khổ sở, thương tích như thế này. Mày ở nhà thương tao như vậy đó, mày không thể nhìn được cho tới khi tao về phép sao đồ đỉ con mụ sẽ khóc lớn hơn không sao hắn nghĩ tới bộ mông cặp đùi ngồn ngồn kia trong bàn tay sờ soạn của một thằng khốn hắn điên lên tắt cái nữa cái nữa chân không bị thương hắn sẽ đạp cho một cái đạp đúng cái phần khốn nạn ấy cho con mẹ nhào té ba vòng Vũ ngồi đã thấy mỏi một bên mông, nhưng chàng không muốn đổi vị trí. Tiếng hiếu la vào máy. Tiếng nước lỏng bỏng khua đồng phía dưới. Đêm nay còn mưa nữa, chắc nước ngập đầu gối. Vũ búng mẫu thuốc vào hồ bên cạnh. Một tiếng xèo khô và cục ngủng. Nước mưa sao mãi chưa thấm hết cho rồi. Tiếng hiếu thanh gọi bảo kỳ thanh gọi bảo kỳ cho tôi gặp di chuyển cho tôi gặp di chuyển mày đấy hả mày bảo nửa giờ có trực thăng bây giờ ba giờ rồi sao sắp cất cánh à lẹ lên tao nhờ nói với đại bàng nhờ cố vấn mỹ xin hộ cho chắc ăn bốn giờ có à hắn cố gắng nghe tiếng đại đội trưởng dưới hầm nhưng không được. Nhưng hắn trông thấy trung đội trưởng ngồi trên nóc hầm, khẩu súng để trên đùi. Lão này tử tế, ăn ở với anh em được. Nếu hắn không bị thương hôm nay, thế nào hắn cũng xuống nước năn nỉ cho nhảy dù ba ngày. Chắc là được. Lão Vũ đã nói một lần, những con đàn bà chồng đi trận ở nhà ngoại tình thì chỉ đáng mang bắn bỏ dân chiều chơi mà hắn mà được về bốn giờ chiều là về tới hắn không về nhà ngay tà tà ra chợ mua một chai rong không hai chai một chai cho thằng bạn điều tra hộ vụ con vợ lăng nhăng vết thương vụt đau nhức hẳn lên hắn mím môi nhìn thở rồi rồi. Cơn đầu dìu đi, mồ hôi lấp nhấp dưới lưng. Không sao, về Cộng Hòa sẽ có người tắm cho. Một chai rom nữa cho ai nhỉ? Thằng nào? À, thằng sinh truyền tin tiểu đoàn gọi dùng lên cái xó đồn này báo tin. Có cho thằng quý không? Một chai rom đeo đà 45 tiền. Thôi, cho một chầu đế Thằng chả có công quái gì đâu Thằng sinh nói sao thì nó nói lại Có vậy chỉ đáng uống đế Đầu hiếu bù xù nhô khỏi miệng hầm Vũ buông ống nhòm, chìa bao thuốc làm điếu nữa, Bốn giờ lăm rồi. Nhìn mỏi cả mắt, chẳng thấy trực thăng đâu. Có hai chiếc, nhưng chúng bay đi đâu ấy. Tôi vừa coi lại rồi, máu cứ ra ri rỉ, không tản thương mau, nó tịch là cái chắc. Hiếu giờ hai tay lên, mệt nhọc. Tiền sư chúng nó, no, gọi kháng cả cổ rồi. Hay anh để tôi mang y tá cùng bốn tên khen băng ca. Trung đội tôi đưa bọc rừng ra yên Mỹ, kiếm xe ba bánh trở về tỉnh. Liệu lọt không? hay hai c tụi chúng ép lại có mà độn thổ có thể được chúng không ngờ tụi mình dám bọc rừng đâu nhưng khênh sáu cây số liệu có còn đủ sức chịu không vũ búng điếu thuốc sang hố bên không trả lời hắn phải tính sau đây về đánh ngay con mẻ thì dở quá không đủ bằng cớ nó la là làng nước phải rồi hắn lẻn về lúc một giờ trưa hôm sau thế nào cũng bắt được quả tang cho thằng kia một lưỡi lê từ lưng xuống bụng không được đi tù mạt kiếp trói lại trói cả hai đứa vào cột đấm cho thằng chả một trận đã rồi tính tới con mẹ cạo cạo tất từ trên xuống dưới được đó khó thở quá. Hắn há miệng ngắp một cái. Chân không thấy đâu. Lỗ thủng sau mái tranh lờ mờ. Chắc chiều rồi. Hắn khát nước. Hắn kêu lên. Trước mặt, chiếc ca lớn dần va vào răng lách cách. Hắn uống một hơi dài. Nước lạnh chảy ốc ách xuống ruột. Cơn đầu vụt hành hạ. Hắn há miệng hắn mệt con mẹ nói sao à đại úy võ còn được vợ cho mọc một rừng sừng nữa là mình thật ngu đi kể chuyện đó cho con mẹ biết hắn thấy thoải mái rồi đó hơi buồn ngủ vợ đại úy ngoại tình với cả lính hắn kể thế à tên vợ lão đại úy là gì mệt quá ngủ được thì tốt nhưng hắn không muốn ngủ trước khi trực thăng tới vệt đen chậm chạp lớn dần trong ống kính vũ xuống miền hầm chắc nó đấy nó đến đấy chàng đứng dậy đeo khẩu súng lên vai kéo sụp mũ xuống che bớt nắng trực thăng lớn dần các binh sĩ ngẩng đầu nhìn hiểu nhô người ra khỏi miền hầm Vũ buông ống nhòm, lắc đầu. Không phải loại tản thương. Anh có nhờ nó cho vài rocket vào rừng kia thì nhờ thôi. Trực thăng xè xè bay qua bãi đáp. Một binh sĩ dơ cao trái lựu đạn khói ra dấu. Vũ la. Không phải, không phải, đừng ném. Chàng cúi xuống, toan nói nhưng thôi mái tóc dày đặc bù xù trên miệng hầm. Hiểu như bất động hướng về phía lều thương binh. Vũ đột nhiên nghe thấy rõ hẳn tiếng máy phát thanh rì rào phía dưới. Các binh sĩ đứng rải rác, không ai nói gì cả, không ai hút thuốc, một vài tiếng khạc nhổ. Hiếu vứt điếu thuốc ra sân, nguyền rủa. Tiền sư chúng nó, tiếng nước khu đồng phía dưới hầm. Tiếng la của Hiếu. Bảo Kỳ, Thanh đây. Còn cái gì nữa? Trực thăng của tao đâu? Sao? Tiền sư mày. Không có sao không nói ngay từ buổi trưa để tao còn liệu cách khác. Tình trạng sao à? Sư mày, nó đang hấp hối. Tao đừng chửi nữa vì đại bàng đang đứng nghe cạnh mày à đếch cần Bảo đại bàng bay lên cây mà ở Ừ, tao nói thế đấy Ừ, chính đại đội trưởng đại đội 1 nói đấy Hiếu đu người lên khỏi hố Ngồi xếp chân cạnh bạn Hắn lắng nghe tiếng trực thăng nhỏ dần, mờ mịt Mái tranh che khuất Hắn không nhìn thấy Hắn thở mạnh bằng miệng hình như bụng hắn chứa toàn hơi phòng căng hắn toàn đưa tay xuống bụng nhưng tự dưng hắn hết muốn cử động hắn chỉ muốn nhìn thấy trực thăng hắn biết rồi nó không xuống đây nhưng hắn muốn coi nó rề rề đi xa nhỏ dần thường ngày hắn vẫn làm như thế bữa nay hắn muốn hắn thèm biết xem nó đi hướng nào hắn thì thào nó bay đi đâu? Y tả cúi xuống. Hắn thấy bộ mặt kẻ kia to lên. Chiếc răng cửa sức như rung rung sắp rùng. Hắn nhắc lại câu hỏi. Hắn muốn biết hết sức, không thể không biết. Toàn thân hắn như nhô cao, lao sao đòi biết. Nó bay đi đâu? Tiếng y tả hắn nghe như tai có nhét bông gọn kính nó đi bến cát hôm nay có hành quân lớn phía đó hắn thở phào khoan khoái chiếc bụng hình như bất căng nó bay đến đến đâu bến cát hôm nay có hành quân lớn ở đó phải rồi có hành quân lớn ở đó hắn có thể ngủ được rồi nhưng hắn muốn thở phào hơn hơi ứ tắc hắn há miệng anh binh sĩ tiến lại gần hầm nói anh ấy hấp hối đại đội trưởng chiếc đầu hiếu cuối nguyên hình như ngủ thiếp vũ chờ đợi đầu giày người lính dò dẫm tìm đạp một vỏ đạn rỉ xanh vào sâu trong đất ẩm hiếu giữ nguyên vị trí im lặng Vũ đặt khẩu súng xuống sàn xi măng nắp hầm. Kim khí cứng, cọ sát, tạo một âm thanh khô ngắn. Chàng bước xuống đất. Binh sĩ bị thương như cố dướng người lên, mắt mở trắng lờ đờ như một con cá chết ương. Miền há lớn, cái lưỡi cứng ngắt cong xuống. Y tá ngẩng lên. Chết rồi, chuẩn ý. Hơi trong bụng ra đó thôi chống hai tay xuống đầu gối, Vũ tiếp tục nhìn. Thân thể thôi không còn một chuyển động nào. Chiếc miệng còn há. Đôi mắt mở nhìn về một chiều hướng bí ẩn trên cao. Y tá đưa tay ấn cầm lên và giữ đó. Tay kia xua một con ruồi lượn vòng quanh đầu gối cuốn băng bê bết máu tiếng thẳm đôi mì như khô cứng một chất cao su phơi nắng quá lâu. Đôi mắt không vuốt kính được hẳn, chẳng còn nhìn thấy cặp mắt he hé đục lờ. Không thể vuốt kính được chuẩn úy. Vũ đứng dậy quay lại. Chung quanh lều, các binh sĩ ngồi xổm trên đất nhìn vào phía trong. Không ai nói gì cả, không ai hút thuốc, không ai khạc nhổ. Hình như họ ngồi như thế đã lâu lắm và sẽ ngồi như thế mãi. Vũ cúi đầu tránh mái tranh thấp, tiếng lại hầm leo lên ngồi, tẩy máy mở khóa an toàn súng. Hiếu nhìn ra cánh đồng hoang, nắng buổi chiều còn loáng thoáng trên các ngọn cây cao. Vũ nói, "Nói chết rồi." hết máu. Hiếu không trả lời, đưa điếu thuốc lên miệng hút. Tiếp tục nhìn ra cánh rừng. Vũ quay đầu lại. Các binh sĩ vẫn bó gối ngồi quanh lều để xác Không ai nói gì cả, không ai hút thuốc, không ai khạc nhổ. Vũ đột nhiên cấu kỉnh, lầu nhau. Hiếu quay lại, đôi mắt điềm tĩnh khuôn mặt như sáng lên đừng lo vũ mai sẽ đâu vào đấy điều đó sẽ qua đi vũ nhìn mắt bạn rồi quay đi rút thuốc lá châm hút nhắc lại chậm chạp câu nói của bạn như chưa hiểu nghĩa điều đó sẽ qua đi như thế thế uyên